Hello, Sexy Gaming xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã trở lại với The Game Diablo 2 Resurrected. Hiện giờ mình đang đứng ở trên cái bến tàu Kuras, ở trong cái khu rừng tên là Kuras luôn. Bây giờ mình sẽ theo chân Diablo đi đến một cái ngôi đền thờ bị phong ấn. Cái ngôi đền thờ đó là cái ngôi đền phong ấn người anh trai của Diablo, đó chính là Mephisto, đó là chúa quỷ cuối cùng của bộ ba chú quỷ đó nha các bạn. Bây giờ mình phải đi đến ngôi đền đó và ngăn chặn hắn ta lại. Thì mình vừa mới thấy một người, đó chính là Dark Wanderer, thì ông ta là cái hiện thân của Diablo đó các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên của mình ở trong cái khu rừng này á, đó chính là nhiệm vụ The Golden Bird. Ở đây á là mình không có nhận nhiệm vụ từ bất kỳ ai cả, mà khi mình gặp một cái con quái, một cái con trùm á, ở trong cái khu rừng gọi là Spider Forest, mình tiêu diệt nó, mình sẽ nhặt được một bức tượng. Bức tượng đó tên là The Golden Bird. Bức tượng đó thì người ta đồn rằng đó là bức tượng dành cho sự trường sinh đó các bạn, nhưng mà không biết nó có trường sinh hay không. Mình nghĩ mình tiêu diệt con trùm này là mình sẽ có bức tượng đó, nhưng mà không biết có phải hay không, để coi. Nè, mình nhặt được bức tượng nè. Bức tượng đó tên là Figurine. Mình sẽ mang bức tượng này về cho ông Merchief ở bến tàu. Thì bức tượng The Golden Bird này á là do ông Merchief đang giữ nha các bạn. Đó, khi mà mình đưa cái bức tượng mà mình nhặt được á cho ổng, thì cái bức tượng đó là ổng bị đánh mất trong cái bộ sưu tập của ổng, thì ổng sẽ đưa cho mình cái bức tượng là The Golden Bird. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và mình đưa cái bức tượng The Golden Bird này cho ông già nằm ở đây, thì ổng sẽ, đó, ổng sẽ gửi cho mình một bình máu gọi là Potion of Life. Thì bấm chuột phải rồi sẽ tăng 20 giọt máu, chứ không phải là trường sinh gì hết, không phải là trường sinh như trong truyền thuyết. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên nó hoàn thành. Thì cái nhiệm vụ thứ hai á, mình sẽ nhận ở cái ông thợ rèn này nè, cái ông thợ rèn Hradley này nè. Đó, cái nhiệm vụ gọi là cái lưỡi dao của tôn giáo cũ, nó nằm ở trong cái khu rừng Flare Jungle. Thì thực ra là cái khu rừng Kuras này á được bảo vệ bởi một cái vật thiêng liêng, nhưng mà gần đây cái sức mạnh nó đã bị suy yếu rồi. Thì mình sẽ đi tìm cái con dao của tôn giáo cũ, thì cái con dao này sẽ là vật thay thế cho cái sức mạnh đó. Thì ở trong cái khu rừng Flare Jungle này á, có một cái bàn thờ. Đây là cái bàn thờ theo phong cách của người dân ở Kuras này. Các bạn hãy thắp sáng cái bàn thờ này lên, và sẽ có một đám yêu tinh xuất hiện. Các bạn hãy tiêu diệt đám yêu tinh này, nó sẽ rơi ra cái ngọn dao The Gidbin. Đây là ngọn dao The Gidbin. Đâu rồi. Đây nè. Và các bạn hãy về trả nhiệm vụ. Thì các bạn hãy gửi cái ngọn dao đó cho ông Ermas. Ông ta sẽ gửi tặng cho bạn một chiếc nhẫn. Đây, ông ta sẽ gửi tặng cho bạn một chiếc nhẫn hình xui nha, có thể mạnh có thể yếu. Sau đó ông ta sẽ đem cái ngọn dao đó lên cái bàn thờ. Đây, chúng ta sẽ để cái ngọn giáo đó ở đây để bảo vệ cái khu rừng này. Thì khi các bạn nói chuyện với học giả Deckarken sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, thì ông ta sẽ cho các bạn nhiệm vụ thứ ba, đó chính là điều ước của Kalim. Thì cái nhiệm vụ này nói rằng ngày xưa các vị pháp sư đã phong ấn Mephisto ở trong cái tòa tháp ở Dravenkhal, và đã phong ấn bằng một quả cầu tên là Compelling Orb. Mà để giải được cái phong ấn này, các bạn phải tìm được cây chùy của Kalim. Cái chùy của Kalim được làm từ 4 thứ, đó là mắt, não và trái tim của ông ta, cộng thêm cái chùy nữa là 4 thứ. Thì con mắt của Kalim các bạn có thể tìm ở Spider Forest, nằm trong cái hang động Spider. Và não của Kalim các bạn có thể tìm được ở màn thứ 3, đó chính là Flare Dungeon, khu rừng Flare đó các bạn. Và trái tim của Kalim các bạn có thể tìm ở Sewer Level 2. Bây giờ mình sẽ đi đến Spider hang động nhìn nhận để tìm con mắt của Kalim trước nha. Rồi, mình đã
tới cái hang động nhìn nhận rồi các bạn. Hang động này tên là Spider Cavern. Các bạn có thể tìm con mắt của Kalim ở trong cái hang động nhìn nhận này nha. Nó sẽ nằm trong mấy con nhện này nè, mà không biết con nhện nào. Đấy rồi các bạn, cái hang động nhìn nhện này cũng không có rộng lắm đâu. Ở đây có một chiếc hộp nha các bạn. Đó, ở đây có một chiếc hộp. Ở trong chiếc hộp đó sẽ là con mắt của Kalim. Thì mình sẽ để mấy thằng đệ tử của mình dọn dẹp mấy con nhìn nhện này, và mình sẽ nhặt con mắt của Kalim ở đây. Yeah, vậy là xong rồi đó. Mình đã quay lại cái chỗ bàn thờ mà lấy con dao của tôn giáo cũ á. Thì ở chỗ này á, kế bên nó có một cái đường hầm gọi là Flare Dungeon. Đây nè các bạn hãy vào đây. Thì các bạn hãy xuống level 3 của cái đường hầm này, thì các bạn sẽ tìm được não của Kalim nha các bạn. Đây có một số con quái. Mình đã vừa mới tiêu diệt xong cái con trùm mà đang giữ cái hộp, giữ cái não của Kalim rồi. Bây giờ mình sẽ quay về nha. Món tiếp theo đó là trái tim của Kalim. Cái món này nằm hơi xa, hơi xa nha các bạn. Cái món này nó nằm ở Upper Crust, mà nằm ở cái sewer level 2, cái gọi là cái cống á, cái cống level 2 á. Cho nên mình phải vượt qua cái đống này trước, xong rồi mình mới tới mình lấy được trái tim của Crust. À, mình lấy được trái tim của Kalim. Thì sau một đoạn đường rất là dài, dài kinh khủng khiếp luôn, thì mình cũng đã tới được cái sewer level 1 rồi. Các bạn hãy xuống level 2. Level 2 đúng không? Level 2 hay level 3 gì đó mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà xuống dưới đó sẽ có trái tim của Kalim. Thì mình đã tìm được cái sewer level 2 rồi. Cái hang này công nhận rộng thật sự luôn á. Thì chỉ có level 2 thôi, sẽ không có level 3 đâu. Xuống đây mình sẽ nhặt được trái tim của, phải không ta? Phải trái tim, trái tim của Kalim. Nó nằm ở bên đây nè, có một cái rương. Yeah, mình đã nhặt được trái tim của Kalim rồi. Giờ mình sẽ về trảm nhiệm vụ nha. À, nhiệm vụ chưa hoàn thành nữa, còn một thứ nữa nha. Bốn thứ lận. Còn cái chùy nữa. Ở đây có mấy con thủy quái ghê. Mình đã có 3 món rồi, con mắt, bộ não và trái tim. Còn thiếu cái chùy nữa thôi. Cái chùy nó nằm ở ngay cái chỗ bị phong ấn luôn. Là do một trong các pháp sư ở cái, ngay cái chỗ phong ấn đó, đang giữ cái chùy. Khi mà mình tiêu diệt một trong cái pháp sư đó thì nó sẽ rớt ra cái chùy cho mình nha. Thì cái nhiệm vụ tiếp theo các bạn nhận ở ông già Akor này nha. Ông già Akor này sẽ cho các bạn cái nhiệm vụ gọi là Lam Essence Tome. Thì ông ta nói rằng có một quyển sách cổ tên là Lam Essence đã bị thất lạc trong một trong 6 cái ngôi đền ở cái khu rừng Crust đó, và nhờ mình đi tìm. Nhưng mà một trong 6 mà mình biết cái ngôi đền nào mà mình đi tìm đúng không? Thì các bạn thấy ở khu rừng Crust này có tổng cộng là 6 ngôi đền, rất là nhiều. Nhưng mà cái ngôi đền chứa quyển sách đó có tên là đây, một ngôi đền nè, 2 ngôi đền nè, 3 ngôi đền nè. Nên là mình chưa đi hết đó, tới 6 ngôi đền ở cái khu vườn, ở khu rừng này lận. Thì các bạn sẽ tới Crust Bazaar nha các bạn. Ở đây nè. Rồi các bạn đi tới cái ngôi đền có tên là Ruin Temple. Ví dụ như là ngôi đền này là không phải nè, Disufen Temple nè. Không phải nha các bạn. Đấy nè, ngôi đền này tên là Ruin Temple nè. Thì các bạn phải vào đúng cái ngôi đền mới có quyển sách nha. Rồi mới vào tụi nó ra lăn xả ghê vậy. Rồi chết hết. Cái gì kêu à? Ring Zombie head. Đây quyển sách nằm đây nè, Lam Essence Tome. Mình đã nhặt được quyển sách rồi, bây giờ mình sẽ về gửi cho ông Akon. Đây là hình dạng của quyển sách nè.
mình sẽ gửi cho ông Archon. Và nhiệm vụ đã hoàn thành. Ông ta tặng cho mình thêm 5 điểm nữa nè. Mình sẽ nâng vào máu hết luôn nha. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn phải tiêu diệt 7 pháp sư ở cái chỗ mà bị phong ấn ở ngôi đền Travincore. Bây giờ mình sẽ đi đến ngôi đền Travincore để tiêu diệt các pháp sư đó. Khi các bạn đến cái ngôi đền Travincore, nó sẽ hiện ra cái nhiệm vụ Buckland Temple. Các bạn tới đây thì nó sẽ hiện ra luôn, chứ mình không có nhận nhiệm vụ ở bất kỳ ai hết. Thì ở đây có 7 vị pháp sư. Mình hãy tiêu diệt hết 7 vị pháp sư này. Thì 7 con này á, con nào nó cũng biết chơi chiêu Hydra nha, chiêu tạo ra mấy cái đầu rồng á, với lại chiêu Fireball. Cho nên là các bạn nếu mà có kháng lỡ thì các bạn hãy vào vô giáp lá cà với nó. Còn mình thì yếu lắm, cho mấy anh đệ tử lo rồi. Khi mà tiêu diệt xong thì nó sẽ rớt ra cái chùy của Kalim. Cái chùy này dùng để giải phong ấn nha các bạn. Giải phong ấn nè. Ở đây có một cái viên ngọc gọi là Compelling Orb nè. Mình giải phong ấn, mình đi xuống tầng hầm để tiêu diệt Mephisto, là tên chú quỷ mà Diplo đang giải cứu đó. Và mình sẽ nhập 4 thứ này lại thành cái chùy của Kalim, và dùng cái chùy này phá vỡ phong ấn ở đây. Wow. Khi phong ấn bị phá vỡ, mình có thể đi xuống dưới tầng hầm và tìm Mephisto để tiêu diệt. Mình đã đến tầng 3 rồi, nhưng mà cái tầng 3 này hơi tối nha, có hồ không thấy gì luôn á. Thì trước khi gặp Mephisto á, thì các bạn sẽ bị cản lại bởi những cái con thầy pháp này nè, giống như là những cái con thầy pháp mà mình gặp ở trên mà ngay cái chỗ phong ấn. Những con này cũng mạnh nha, các bạn hãy cẩn thận. Rồi, nó chết rồi đó. Thấy rồi. Và bây giờ mình sẽ vào trong gặp con trùm. Rồi, chuẩn bị gặp rồi đó. Mephisto. Đó. Một trong tam đại chúa quỷ Mephisto. Để tao coi. Máu rút cơ. Mình chỉ cần đứng yên một câu vũ thôi. Các bạn nhớ bóp chiêu Iron Maiden nha. Phản đam á, nó đánh mình nó sẽ bị phản lại 200% đam. Rồi, rất là dễ. Thôi đấu chùm cơ. Đấu chùm không thể nào dễ hơn luôn á. Thì mà khi con chùm Mephisto chết á, nó sẽ để lại một cái hòn đá linh hồn gọi là Mephisto Soul Stone. Thì mà khi mà quỷ vương chết thì nó sẽ không chết hoàn toàn, mà nó sẽ biến thành một cái hòn đá linh hồn nha. Và mình phải phá hủy cái hòn đá này bằng cách dùng cái búa, bằng cách đi tới Hellfall, dùng cái búa để đập vỡ cái hòn đá này. Thì cái đó là sẽ xuất hiện ở trong cái màn sau. Còn bây giờ mình sẽ theo chân Diplo đi đến pháo đài Pandomanium. The time has come to assume your true form. Thì mình đã đi tới cái pháo đài Pandemonium. Cái pháo đài này nằm ở giữa thiên đàng và địa ngục. Nó được cho là trung tâm của vạn vật và chứa một cái sức mạnh gì đó rất là thần bí. Cho nên cả hai phe thiên đàng và địa ngục
Fan nào cũng muốn chiếm cái pháo đài này. Mà bây giờ nó đã bị Diplo chiếm rồi. Nhiệm vụ của mình là đánh bại Diplo. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau để tiếp tục cái chuyến hành trình này nha. Bây giờ thì mình xin kết thúc cái video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.